Để chúng ta tiến hành cái buổi lễ tri ân tuổi 15 của học sinh khóa 9 thì sau đây thầy xin thông qua cái danh sách khen thưởng có hiệu trưởng trường trung học cơ sở Mỹ Long về những em học sinh có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác đội năm học 2021-2022. Và sau khi mà thầy đọc tên những bạn nào nằm trong cái liên đội trường trung học cơ sở Mỹ Long mà được hiệu trưởng nhà trường tặng cái giấy khen thì các bạn tranh thủ bước lên sân khấu để chúng ta nhận giấy khen và phần quà của mình nha. Thứ nhất, mời em Võ Quỳnh Công Thành, học sinh lớp 6A1. Thứ hai, mời em Phạm Đăng Khoa, học sinh lớp 6A1. Em Nguyễn Văn Phi, học sinh lớp 6A3. Em Trần Lê Huyền Nhi, học sinh lớp 9A1. Em Phạm Ngọc Hân, học sinh lớp 8A3. Em Nguyễn Thị Lệ Thu, học sinh lớp 8A1. Em Lê Thị Phước Hằng, học sinh lớp 7A1. Em Nguyễn Hoàng Quân, học sinh lớp 7A1. Em Phan Thị Quỳnh Như, học sinh lớp 7A2. Em Lê Phan Bảo Ngọc, học sinh lớp 7A2. Em Quỳnh Lê Ngọc Hà, học sinh lớp 9A1. Em Nguyễn Vũ Hải Yến, học sinh lớp 9A1. Một lần nữa, những em vừa được thầy gọi tên, các bạn nhanh chân bước lên sân khấu để chúng ta nhận giấy khen của ban giám hiệu nhà trường về cái thành tích xuất sắc trong phong trào tham công tác đội năm học 2021-2022. Thầy cũng xin nhắc rồi cho các bạn là coi lại cái giấy khen của mình có đúng tên của mình chưa. Còn nếu như mình các bạn nào mà đang giữ cái những cái tờ giấy khen của các anh chị lớp 9 hoặc là các bạn khác thì chúng ta hãy nhanh chân chúng ta trao đổi lại cái tờ giấy khen để cho nó phù hợp. Rồi xin chân thành cảm ơn các em hòa tình nhất. Rồi tiếp theo xin mời tình cảm của các em học sinh có khối 9, học sinh khối 6, khối 7, 8 này, em nào có nhã ý chúng ta chụp hình với các thầy cô giáo chủ nhiệm của mình thì chúng ta mạnh dạn bước lên sân khấu để chúng ta vừa làm cái lễ tri ân mà cũng vừa là cái kỷ niệm để chúng ta gắn bó lên cái ngôi trường trung học cơ sở Mỹ Long này. Một lần nữa xin trân trọng chúc mừng các em. Kính thưa quý vị cô, các em học sinh thân mến, trong chương trình lễ tổng kết thì em Thảo Vân, học sinh lớp 9A1 và nhất khối cũng đã đại diện cho học sinh của tuổi 15 đã tri ân đến quý thầy cô cũng như quý phụ huynh. Thì trong cái chương trình lễ tổng kết hôm nay chúng ta có những cái khung hình, có hình ảnh là để tri ân tuổi 15. Thì đây là thì những hình ảnh mà chúng ta lưu lại suốt 4 năm học ở trường trung học cơ sở Mỹ Long. Thì chúng ta chắc chắn sẽ có những cái tình cảm mà chúng ta không thể nói nên lời, chỉ nhờ hình ảnh ghi lại. Thì nhà trường, liên đội cũng đã có chuẩn bị những cái khung nền để chúng ta lưu ảnh. Thì giờ này những học sinh lớp 9 cùng chủ nhiệm không nói gì hơn, chúng ta có thể chụp ảnh lưu niệm tại cái không gian này để chúng ta ghi nhận lại những cái tình cảm mà chúng ta đã gắn bó 4 năm ở trường này. Và chúng ta có thể tạo cái điều kiện bắt đầu từ 9A1 được không ạ? Xin mời lớp 9A1 sẽ mở đầu cho cái chương trình là lưu niệm lại trong cái ngày tri ân tuổi 15 hôm nay. Xin mời 9A1. Chúng ta có thể cầm luôn những phần quà chúng ta lên luôn mấy em. Trời ơi, cái hình ảnh rất là đẹp, nhờ những cái món quà mà mình sẽ làm nâng lên cái hình ảnh đẹp lên. Mình là những học sinh giỏi, gương mẫu thì mình phải tự hào về những hình ảnh này. Chúng ta sẽ lưu niệm với những đơn vị của từng kho lớp ha. Tri ân tuổi 15 cho các em để chúng ta thấy là mình được trưởng thành hơn, sẽ có trách nhiệm hơn trong cái cuộc sống cũng như là trong cái tương lai của chúng ta. Mời các em bước lên, mời các em bước lên, đi bên ngoài, đi bên ngoài cái bục kìa, đấy, đi bên ngoài cái bục. Rồi, dạ xin mời cô Cao Thị Kiều Sang sẽ chụp ảnh lưu niệm với các em và
quý thầy cô của trường ta có những tình cảm dành cho 9A1, chúng ta cũng có thể lên chụp ảnh lưu niệm lại với 9A1. Thầy mời ơi, thầy mời nhận nhất ảnh gia dùng cho thầy mời, thế cho cô Nghĩa thầy mời, để tội nghiệp với cô quá thầy. Thầy đến lượng lớp thầy 10 thì sẽ nhờ lại nhiếp ảnh gia là chỗ thầy An hoặc thầy Khánh. Chúng ta phải đứng lên, chia thêm một tốp nữa lên trên này nè. Lên đi. Qua đây nè các bạn. Bỏ vô quần nào vàng bé chơi. Nhấp, 6-7 không có ai, của 15 anh. Bây giờ 6-7 có thể các em về, các em nào có chụp ảnh lưu niệm anh chị á, thì mình nán lại, còn nếu không, cho phép các em về. 6-7-8. Rồi, đứng đẹp mấy ơi, đứng đẹp mấy ơi. Vừa vừa chừa chủ tuổi 15 xuống. Ơi, một em sao nhiều tấm chứ khen quá vậy. À, nhiều thành tích. Rồi, một, các bạn có tay thật to lên các bạn ơi. Rồi, quý thầy cô ơi, hãy dành cho các em 9A1, dành có tay thật to. Rồi, xin cảm ơn 9A1, đến lượt 9A2. 9A2 thôi rồi. 9A2. Tranh thủ lên. Lớp 92. 92 của cô Yến rồi, cô Yến. Cô Yến ơi. Thẳng cơ lên cô Yến ơi. Diễn đàn còn tiếp tục cho các lớp còn lại. Xin nhờ thầy mời nhiếp ảnh gia dùng cho 92 nha thầy mời. Nhà các em học sinh khối 9 là hôm nay chúng ta cơ bản chia tay trường, nán lại tiếp thầy cô trong việc mà chúng ta dẹp bàn ghế nha mấy em. Xin kêu gọi các em lớp 9. Nhà bộ phận bên nhà trường, chú bảo vệ mở cửa phòng để đem bàn ghế vô chú ơi. Rồi, một tràng hối tay đi. Mấy em lớp 9 bên dưới vỗ tay cho các bạn bên mình coi. Rồi. Rồi, ngó thầy nghe, 2, 3, rồi. Rồi, đến lượt 9A3, 9A3, chỗ thầy 10, sẽ đổi nhiếp ảnh nha. Rồi, xin nhờ, sẽ tạo cho thầy đứng khoảng 1 phút. Thầy 10 chụp ảnh lưu niệm, nhìn cho nó thầy đứng cho thầy 10. Bỏ phát ra đi bé. Đây, để 10 nó chụp ảnh. Rồi. Rồi, 9A3 chuẩn bị nha. Xin nhờ các em lớp 9, hôm nay chúng ta sẽ đóng góp công sức nhà trường một cái lần coi như là chúng ta chia tay trong cái việc mà chúng ta tiếp thầy cô lên bàn ghế vô. Rồi, 9A3 chuẩn bị, 9A3 di chuyển lên sân khấu nha. Ủa, chập chưa trời, nửa mơ vậy. Đây, chúng ta ba là em với thầy thôi, rồi kỷ niệm. Đây. Bên nào? Chúng ta đây. Rồi, chụp lại cái ông. Nó bị hai bên chính đó thầy. Nó có trang em có hai người bệnh. Rồi, dính rồi lên rồi. Rồi, 9A3 di chuyển luôn. 94 đi, 94 hả? 94, 94 có nghĩa đâu? Chụp này đi, này chắc ăn nè. Rồi, 9A5 có thầy Quang, còn không thầy Quang ơi. Rồi, các lớp còn lại 9A3, 4A5, tranh thủ. Những hình ảnh tuổi 15 này bảo đảm em không bao giờ có được cái khung ảnh này nữa đâu. Sau này mà quay về trường mà dò vô cái khung ảnh nhà trường có đâu biết được là có hình mình đi. Nè, nè. Bỏ phát nè mấy bạn, bỏ phát ba lô rồi bên dưới đi. Giấy khen quà được quyền cầm lên. Đó, giấy khen quà thì nên cầm lên. Rồi. Còn lớp nào nữa không? Lớp thầy Ngoan. Thầy Ngoan nói. Mấy bạn ơi, mấy bạn bên dưới nè, quý cô, quý thầy chủ nhiệm lớp 9 nè, nhờ mấy em, mấy em ghế vô giùm thầy cô ơi. Lớp thầy Ngoan đó, thầy Ngoan giờ hết Ngoan rồi. Ở lớp thầy không có quà hả thầy Ngoan? Thầy Ngoan ơi, lớp 9 thầy không có quà sao? Thả lên đi em. Ồ, quà đó không cầm lên đi mấy em. Thôi tôi đề nghị cho khoan. Chụp hình cái này là nên có quà đi.
cầm quà lên đi. Cầm quà đi em ơi. Ừ, được rồi, nhất đó. Dạ, rồi nha, ai không cầm là không đẹp cái chịu nha. Ờ, rồi, tránh hổ lại nè. Không, lúc lãnh là có quà. Có quà đưa dây. Có hình rồi. Cái hình này nè, ông ơi. Ờ, đưa qua cho cô, đưa qua cho cô, đúng rồi. Ờ. Thầy nói nghe. Ờ, mấy bạn có quà lại chứ đi, thầy bán cho em còn sao thì bán. 2, 3. Rồi. 2, 3. Rồi, nín thở rồi đó. Rồi, nín thở thầy mười. Tại tim đập mạnh tay luôn. Cô còn lớp nào nữa không? Lớp 9 A3 tôi còn không? Có lên chụp ảnh không? Này này Phong, chụp giùm tôi. Bây giờ đánh hổ bây giờ. Không gian này chỉ còn lại khoảng là cho dưới là 10 phút thôi. Lớp thầy 10. Rồi thầy 10, thầy 10. Rồi bạn ơi bạn, bỏ hết ra đi bạn. Rồi. Thông báo rộng rãi nha. Không gian sân lễ để lưu ảnh trong vòng khoảng 10 phút nữa. Đề nghị quý thầy cô, các em học sinh, nếu chúng ta muốn ghi hình, chúng ta nên tranh thủ. Khánh nói qua Khánh, có dùng cái máy nó quay cái lúc cầm ghế. Rồi, 94, di chuyển. Rồi, như vậy là chỗ quý thầy cô mình có thể là chụp những ảnh lưu niệm riêng. À, cùng với tập thể. Những tờ giấy khen nếu chúng ta nhầm tên, chúng ta nên tìm cách đổi lại cho đúng nha. Chúng ta lấy lực nhầm tên thì cũng không có giá trị gì đâu. Mấy cái bàn này khiến đâu ta? Được không đây, không đây nè. Ủa bằng kia. Đi qua lấy đâu ta? Trên lầu hả? Không, bạn lên đất. Các bạn đó cái cửa phòng đó, bạn này nè, bạn có phòng đó cái cửa này, phòng này mở à, phòng này mở, mở đơn